các bạn. Sau đó với Chu Roman và mình là Musui đây. Và chút về video nữa về Minecraft hay AC. Thì mình đã quay trở lại ở đây. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp một cái số cái vướng mắc của server AC trong cái ngày vừa qua. Thì đúng ra thì mình phải làm video từ sớm đi, nhưng mà tại có số lý do không thể làm được nên là mình phải dịch tiếng ngày hôm nay cái ngày ra cho mọi người. Thì server AC thì mấy ngày hôm nay cũng được một tầm một tuần rồi, thì nó đã nâng cấp lên được 1.17.1. thì là một số thì cái lượng người chơi nó tụt hẳn đi, và không biết hiện tại ngày hôm nay là ngày 19 tháng 12 thì cái người chơi vẫn có tăng hay không. Thì lâu nay mình không vào tại mấy ngày hôm nay mình ôn thi, tại vì chúng ta tại vì mình chuẩn bị thi gấp từ một rồi. Thì được cái ngày chủ nhật, được ngày cái ngày hôm nay, cái ngày 19 tháng 12 này nó khá là rảnh. Thì mình sẽ hứa các bạn anh vẫn hướng dẫn mà là giải đáp một số cái. Đầu tiên là tại sao cái lý do mà server 2IC nó lại nâng cấp lên server 1.1 nhập lên server 1.7.1. thì trong cái băng tức vô liêm sĩ của anh Johnny thì đây có nói là lên 1.7.7 là một cái lỗi lớn do Mojang. Một lỗi lớn đến nỗi mà Mojang phải ra một cái bản patch cho nó và chỉ những cái server trên 1.17 trở lên thì mới được hỗ trợ. Và với lý do trên thì lấy server đây 1.17.1 và ở bản này config khá so với 1.16, vì 1.16 xài cho ba bản cũ hơn nhiều nên để server chạy ổn định cũng cần một khoảng thời gian để tìm hiểu. Và sau ngày 1.12 thì Jenny đã cập nhật thêm là mọi người hiểu có thể kết nối với server bằng mọi phiên bản từ 1.12.2 đến 1.17.7, nhưng mà server thì vẫn ở 1.17.1. và tình trạng từ ngày 1.12 này thì server vẫn chưa ổn định, không tránh khỏi được cái việc crash nhiều lần, và cái khu mình chơi thì restart rất là nhiều, và cái tình trạng bị đơ. Ví dụ chúng ta chạy một đoạn đi nhưng mà nó ra đây lại cái nơi mà mình đang chạy thì nó khá là phiền phức luôn. Nên là cái sau đó thì click lên ngoài và restart lại cái kích mà bị restart lại nên là áo trơn. Cái điện này thì như bên kia Facebook này có thông báo nó có nó một lỗi khá là lớn, hai BAT cũng có là một cái hiểu lỗi là exploit log 4G, một lỗi của Mojang là toàn phá Minecraft là điển hình như server 2 BAT. Các bạn có thể vào cái này hoặc server này cũng được thôi. Người chỉ có thể đăng nhập bất kỳ tài khoản của người khác và phá hủy, kiểu như là suy các bậc bảo mật ấy. Còn thì AC thì sẽ là lag và disturb, và chúng ta bắt buộc phải lên 1.17.7 hay 1.17.1. Đến cái thứ hai trong cái giải đáp ngày hôm nay là lên 1.17.1 thì phải khách thì như là VFox thì phải làm như thế nào, và những khách như là Mirror Works thì phải làm như thế nào. Thì nếu về VFox thì trong server thì đã tích hợp, cái server đã tích hợp với lại cái VFox là VFusion nghĩa là mà không nhớ, nhưng mà các bạn có thể là các bạn chỉ cần cài một cái file của hack thôi, các bạn ghi bỏ vào trong mod của mặt không cần bỏ thêm VFox nữa thì nó vẫn chưa được, tại vì server nó đã cài VFusion rồi tôi nhớ, nên là các bạn khá là khỏe.
VFX, còn về Meter và Host thì trên cái server lưu trang web họ thì họ đã cập nhật rồi. Đó, các bạn không có muốn sao thì mình sẽ hướng dẫn sau video này, có một thời gian nào đó mình sẽ hướng dẫn một cái video đặc biệt hướng dẫn về các cài ngoài Meter 17 thì của cái Word thì trong web của nó cũng có nhạc rồi thì nói chung là có việc khá là dễ thôi. Cái việc lên server cái 11 thì quan trọng bạn cần có máy cũng vẫn là hơi cao chút. Các bạn chơi mà như mình là tầm được 30 mấy FPS hoặc là có tầm xuống được 20 mấy, nhưng mà nếu với mình thì cái FPS đấy là bình thường, còn một số người mà trên cao được tầm tuổi thì đây là vấn đề của họ và như thế nào thì tùy họ thôi. Còn mình thì 20 mấy 30 mấy là đủ chơi rồi, quan trọng là xây công trình là được rồi. Nhưng mà còn một số người mà PvP nhiều thì còn một cái máy khá tốt thì khỏe hơn. Còn server cái việc chấm một thì nó có khá nhiều cái cập nhật mới thì khá là hay ho thôi. Cái video này thì nó có thể giải đáp được hai cái cần để giải đáp, hai cái câu hỏi để cần được giải đáp thì mình đã được giải đáp xong rồi và sẽ cố gắng ra nhiều cái video mình hay chuyện hơn. Nhưng mà cái tháng 12 này thì chỉ có một cái video này được thôi, chứ những ngày sau thì bắt đầu ngày 27 là mình sẽ thi rồi, nên là từ ngày 27 là một là khá là bận, nên sẽ không ra video được. Và đây là cái server này nó hơi là sẵn. Các bạn nào có cần hỏi gì thì các bạn chỉ cần vào đây thôi. Các bạn có thể hỏi mọi người trong server Discord của mình, đây cũng khá là nhiều thì các bạn có thể vào hỏi. Nói chung là cái list này nó bị đen rồi, nó khá là ít người hỏi. Các bạn nào cần thì vào hỏi mọi người trong đây, mọi người hướng dẫn quý vị. Và các bạn thấy là xin một like, share, subscribe nhé cho mình nhận thông tin này. Và bye, see you again và hẹn các bạn vào tháng 1. Bye.